Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho anh em cập nhật một cái sàn, một cái kèo là nhận 0.5 token GoFan này, nó đã phân phối rồi tất cả anh em. Vì sao nó đã phân phối, nhiều anh em nói không nhận được, thật ra tất cả anh em đều nhận được hết tất cả anh em. Vì con chắc của nó không có trên chút wallet này, mình hướng dẫn tất cả anh em cập nhật là anh em sẽ thấy hiện trên với chút wallet của mình nghe tất cả anh em. Rồi để cập nhật con chắc thì có để phần link con chắc với video mô tả hoặc là bình luận cũng có để luôn tất cả anh em. Anh em như việc mở với chút wallet của mình ra nè. Anh em tìm kiếm không có đâu anh em. Anh em nhập vào cái dấu gạch này nghe tất cả anh em. Cho chấm ở đây nè. Rồi anh em có một tìm kiếm này, anh em bắt cái địa chỉ copy con chắc mà mình để vào link mô tả hoặc bình luận đó. Rồi anh em là tự động nó ra vô qua này nghe tất cả anh em. Anh em nhắc mở ra nghe tất cả anh em. Rồi. Anh em lướt xuống nè. Rồi mình đã nhận được 0.6 rồi. Còn những bạn nào chưa nhận được thì chờ nó cập nhật trong vòng khoảng 30 phút nghe tất cả anh em. Vậy video mình kết thúc. Chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn tất cả anh em vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.